Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Để theo như yêu cầu của các bạn, mình quay trở lại cái phía của quốc lộ 51 ra với lại cao tốc Bến Lức Long Thành, quay lại cái vòng xoay này cho các bạn xem. Như hình ảnh các bạn thấy đây, phía nút giao này đã không còn thi công một thời gian là khá dài rồi các bạn. Mình thỉnh thoảng cũng vẫn đi lại cái góc này, và mình đã quan sát thì thấy rằng sau khi nhà thầu đã thi công được một số công đoạn của cái vòng xoay thì đã ngưng không thi công cho đến nay. Và hình như là mình thấy là họ tập trung vào bên trong phía cây cầu bắc qua sông Thị Vải. Còn từ đây cho tới tới cái đường dẫn của cầu bắc qua sông Thị Vải thì không thấy có công nhân nào làm việc. Thì hôm nay tiện thể mình đi ngang đây và cũng quay lại một số cái hình ảnh về cái nút giao này cho quý vị và các bạn được xem. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn, và hy vọng là thường xuyên gặp lại quý vị và các bạn ở video clip sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn nha.